chào các bạn, trên tay mình hiện nay đang là chiếc HTC M8 và mọi hình ảnh các bạn đang được theo dõi đều được ghi lại từ chiếc LG G4. Thử luôn xem khả năng quay phim của G4 nó như thế nào. Hiện tại thì giá của chiếc HTC M8 tính đến thời điểm hiện tại nó chỉ là khoảng là 4 triệu hơn một chút mà thôi. Đó là giá bán tại Clickbank. Vậy hãy cùng mình thử tìm hiểu xem tại sao lại sản phẩm này nó đã có một mức giá nó hợp lý đến mức độ như vậy, khi mà ở một thời gian trước đây thôi, mức giá của nó vẫn trên được khoảng tầm 6 triệu hơn đó ạ. Lý do đầu tiên khiến mức giá của sản phẩm này giảm bởi vì đây là một flagship đã ra mắt được tới hơn 1 năm tuổi và thậm chí bây giờ nó đã sắp cán mốc đó là 2 năm tuổi rồi. Ra mắt vào đầu năm 2014, tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có cả M9 này, sắp tới chúng ta lại còn có A9. Nhưng sản phẩm mới được ra mắt thì đương nhiên những sản phẩm cũ hơn sẽ có một cái mức giá nó bị giảm xuống, là một thứ rất dễ hiểu mà thôi. Lý do tiếp theo là bởi vì sản phẩm này là một cái sản phẩm cũ đã qua sử dụng. Mà đã là cũ qua sử dụng thì mức giá nó sẽ tùy thuộc vào hình thức này, tùy thuộc vào nhà mạng hay là tùy thuộc vào cái độ ưa chuộng của khách hàng đối với những sản phẩm như thế. Thế nên mình nghĩ rằng HTC cũng không phải là một trong những thương hiệu được nhiều người yêu thích, và mức giá nó giảm xuống để mà tăng cái nhu cầu của người dùng lên cũng sẽ là một điều rất là dễ hiểu mà thôi. Lý do thứ ba nó đến từ đây là một cái phiên bản thuộc nhà mạng, đó là Verizon của Mỹ. Nhưng cái thiết bị đến từ nhà mạng thì bao giờ cũng sẽ có một mức giá rẻ hơn. Đặc biệt là với phiên bản nhà mạng Verizon thì đây sẽ là một trong những cái phiên bản nó sẽ có một đôi sự khác biệt so với những phiên bản quốc tế. Và nhiều người thì đánh giá rằng là nó không đẹp hơn bởi vì cái logo Verizon này nhiều người cho rằng là nó không đẹp. Thế nên mọi người với đánh giá rằng là cái sản phẩm này sẽ có một mức giá là nó thấp hơn. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng M8 Verizon thì nó ít được hỗ trợ ở trên HDR hơn, như là chúng ta ít có ROM hơn này, tìm ROM khó hơn, cũng như có ít được bản ROM mượt mà và có nhiều tùy biến nghịch ngợm vui vẻ, thì cái mức giá cũng sẽ rẻ hơn so với những phiên bản đến từ nhà mạng Sprint này, đến từ nhà mạng AT&T hay là đến từ thị trường quốc tế. Đó cũng sẽ là một lý do ảnh hưởng đến mức giá của sản phẩm này. Và lý do cuối cùng nó chính đến từ nhà cung cấp ra những sản phẩm này đến thị trường. Đơn giản như là bên Clickbank bên mình nhập được với một mức giá nó hợp lý thì bên mình chắc chắn cũng sẽ bán ra với một mức giá hợp lý để kích cầu nhu cầu đến cho các bạn. Và cũng đừng quên, hiện tại mức giá là 4.190.000, nó cũng sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn mà thôi. Sắp tới thì có lẽ là mức giá nó sẽ tăng lên. Thế nên là bạn nào muốn sở hữu chiếc HTC M8 với một mức giá rẻ và hợp lý thì hãy nhanh chân lên. Bây giờ thì hãy cùng mình đánh giá qua một chút thì với chiếc HTC M8 này, trải nghiệm nó có một thứ gì khác biệt so với những chiếc M8 trước đây bên mình đã từng bán ra hay là so với chiếc M8 quốc tế hay không. Thứ khác biệt đầu tiên, nó sẽ có một cái logo đó là Verizon 4G LTE ở phía đằng sau lưng máy được khắc lên phần nhôm. Tức là đã khắc lên thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải vĩnh viễn chịu cái logo này phía mặt lưng mà không làm sao có thể xóa đi được. Đó là một thứ các bạn sẽ buộc phải chấp nhận. Kèm với đó là khi mà vào bên trong phần mềm thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những ứng dụng của nhà mạng Verizon này. Đấy, message cộng này, voicemail hay là Verizon có rất nhiều ứng dụng ở đây. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ buộc phải chấp nhận thêm một cái icon, đó là có một cái khay sim dấu chấm hỏi ở phần cạnh phần sóng. Đây là cái biểu tượng của cái chi tiết, đó là những cái thẻ sim không thuộc nhà mạng Verizon thì nó sẽ hiện lên cái dấu chấm hỏi như vậy. Nhưng mà các bạn yên tâm, nó chỉ hiện lên thôi chứ nó không có ảnh hưởng bất cứ một cái điều gì cả. Thậm chí là những thiết bị trước đây mà bên mình đã từng nói bán ra đến từ nhà mạng Verizon như là Motorola này, rồi là Nexus 6, mọi thứ đều vẫn mang lại một trải nghiệm tương tự như là một thiết bị quốc tế về sóng sánh. Bởi đơn giản là chúng ta còn có hỗ trợ cả cái băng thông, đó là Global Mode. Mà đã có hỗ trợ Global Mode rồi thì đương nhiên là mức sóng nó luôn luôn là rất ổn định, khỏi lo đến vấn đề đó luôn. Có nhiều bạn thì còn ác ý cho rằng là những cái phiên bản đến từ nhà mạng thì sóng nó không ổn định hay nó thua thiệt so với những phiên bản quốc tế. Với cái cá nhân mình sử dụng và mình đánh giá thì nó chẳng có ảnh hưởng gì cả. Bởi đơn giản nhà mạng thì nó sẽ chỉ khóa để làm sao cho cái thiết bị đó chỉ dùng được với sim nhà mạng. Còn ngược lại, những cái thông số liên quan đến phần cứng thì chắc chắn nó vẫn giống nhau hoàn toàn. Các bạn yên tâm đi. Đặc biệt hơn nữa là với những sản phẩm đến từ nhà mạng Verizon này thì các bạn có thể thấy chúng ta vẫn còn là đang add-on, bootloader vẫn chưa được unlock. Tức là thậm chí liên quan đến cả phần mềm thì cái sản phẩm này vẫn chưa bị động chạm bất cứ một chi tiết gì cả. ROM chip thì đương nhiên sẽ được cập nhật một cách rất là dễ dàng mà thôi. Thế nên các bạn cũng có thể an tâm về chất lượng của sản phẩm khi đến tay các bạn. Vậy là với chiếc HTC M8 như mình đang coi đây thì các bạn sẽ nhận được một cái trải nghiệm như thế nào? Đương nhiên là với một sản phẩm đến từ nhà mạng như là Verizon thì chúng ta sẽ có những cái giới hạn nhất định, nhưng mà không đáng ngại, thị trường Việt Nam các bạn vẫn có thể lắp sim sử dụng một cách rất là bình thường, thậm chí các bạn có thể update OTA một cách rất là đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì sản phẩm này vẫn còn nguyên cái SOC, vẫn còn nguyên cái bootloader, chưa động chạm bất cứ một chi tiết gì liên quan đến phần mềm. Thế nên là cập nhật những phiên bản mới rất dễ dàng mà thôi. Sắp tới mình còn nhớ không nhầm là HTC One M8 cũng sẽ được nhận bản cập nhật Smart Smaller 6.0. Chờ đón nhé.
Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay thì quên like và share cho bạn bè cùng xem. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.